Thưa quý vị, từ cuối năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 3537 về việc chuyển đổi thí điểm mô hình quản lý kinh doanh và khai thác chợ theo hình thức xã hội hóa. Thực hiện quyết định 3537, đến nay đã có 3 chợ, Ngãi Chao huyện Châu Đức, Phước Hải huyện Đất Đỏ và Bình Châu huyện Xuyên Mộc chuyển đổi thành công. Thực tế, sau khi được vận hành theo hình thức xã hội hóa, nghĩa là giao cho doanh nghiệp tư nhân quản lý, các chợ đã phát huy đúng công năng sử dụng, hoạt động ổn định, nề nếp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân địa phương giao thương, đồng thời góp phần mang lại nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Từ thành công của mô hình xã hội hóa chợ, Ủy ban Nhân dân tỉnh đang chỉ đạo ngành công thương, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nhân rộng nhằm giảm gánh nặng ngân sách, đồng thời hướng đến mục tiêu xây dựng văn minh thương mại. Cuối năm 2018, Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức bàn giao chợ Ngãi Chao cho đơn vị trúng thầu là Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tân Thành Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp nhận chợ, Công ty Tân Thành đã sắp xếp điều chỉnh vị trí kinh doanh các ngành hàng cho phù hợp với thực tế. Những hạng mục trang thiết bị xuống cấp được sửa chữa nâng cấp, tạo thuận tiện cho tiểu thương và người dân địa phương mua bán. Từ khi chuyển đổi, mô hình quản lý chợ Ngãi Chao huyện Châu Đức không những tiết kiệm được 400 triệu chi phí quản lý chợ hàng năm mà còn thu về 190 triệu đồng mỗi năm từ việc cho thuê chợ. Chợ Phước Hải, huyện Đất Đỏ là chợ hạng 2, có diện tích hơn 14.600 m², được chia làm 4 khu nhà lồng chính với khoảng 760 điểm kinh doanh và gần 400 tiểu thương. Từ ngày 1 tháng 4 năm 2022, chợ Phước Hải, huyện Đất Đỏ được bàn giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Thanh Chiến, vận hành theo hình thức xã hội hóa. Công ty đã từng bước đầu tư nâng cấp thêm một số hạng mục chợ, đầu tư hệ thống camera giám sát, liên kết với ngân hàng, lắp đặt máy ATM. Đặc biệt là cải tạo toàn bộ hệ thống cấp thoát nước, đảm bảo vệ sinh môi trường cho khu vực bãi cá trung chuyển. Ban quản lý chợ cũng sắp xếp nơi mua bán ổn định, giải quyết thấu đáo về tiền thuê mặt bằng, hòa chi chợ và các kiến nghị cấp thiết của tiểu thương. Những cái vị trí mua bán là đâu đó nó đàng hoàng đó. Thứ hai nữa là hỗ trợ về đủ các mọi mặt, chẳng hạn dụ tiểu thương chúng tôi có cái vấn đề gì thì tới thì ban quản lý chợ là có thể là giải quyết kịp thời. Chợ thì ăn trật tự với sạch sẽ lắm, chợ rất sạch sẽ luôn. Với ban quản lý đối xử với những người mà bạn hàng tiểu thương á thì rất tốt. Với sự đầu tư đúng hướng và có các chính sách gần gũi thân thiết với tiểu thương, đến thời điểm này, chợ Phước Hải luôn có một lượng khách ổn định với khoảng 1.000 lượt một ngày. Trong những ngày cuối tuần, chợ cũng đón thêm từ 300 đến 500 lượt khách du lịch một ngày. Có nguồn thu, chợ cũng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước và hoàn thành nghĩa vụ đóng tiền thuê chợ hơn 1 tỷ 300 triệu đồng một năm. Chợ Bình Châu, huyện Xuyên Mộc là chợ hạng 3, hình thành từ năm 1993 trên diện tích khoảng 10.000 m². Do quản lý không hiệu quả, thu phí không đủ bù chi, nên Ủy ban Nhân dân xã Bình Châu không có khả năng tái đầu tư chợ. Tháng 3 năm 2023, chợ Bình Châu cũng được Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc bàn giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Thanh Chiến vận hành. Qua 3 tháng vận hành theo phương thức mới, giao thương mua bán đã khởi sắc, lượng hàng hóa phong phú, khách hàng cũng đến đông hơn trước, từ đó mang lại doanh thu ổn định cho tiểu thương. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Thanh Chiến trúng thầu thuê chợ Bình Châu trong thời gian 5 năm, bắt đầu từ năm 2023, với giá trị gói thầu cho thuê là 630 triệu đồng một năm. Ban quản lý chợ về đây thì cũng đã kịp thời để là thứ nhất là cái tư tưởng cho bà con tiểu thương, có nghĩa là an tâm để mà buôn bán. Cái thứ hai nữa là tinh thần tương trợ. Dù rằng là mới nhưng mà cũng đã có cái tinh thần để tương trợ giúp đỡ những cái là hộ tiểu thương gặp khó khăn. Nói chung về sắp xếp chợ rất là tốt. Nói chung cũng kịp thời. Rồi nói chung là mình rất là ưng ý về cái cách mà quản lý của doanh nghiệp. Sau khi mà hoạt động thì là các hộ tiểu thương yên lòng và hợp tác với ban quản lý. Nhìn nhận của các khách du lịch cũng như là khách địa phương á, hầu như là những cái tệ nạn móc túi đồ á, là không có nè. Rồi là mua bán về thấy nhìn nhận cái sự hài lòng á, là hàng quá là tươi sạch, buôn bán ổn định, căng đúng và đủ. Việc chuyển đổi mô hình đầu tư, khai thác, quản lý chợ theo hình thức xã hội hóa không chỉ giúp nhà nước giải được bài toán về ngân sách, nhân lực quản lý, vận hành chợ,
mà còn góp phần phát huy được các nguồn lực xã hội, đóng góp cho phát triển tại địa phương. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản 6811 giao Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát mạng lưới chợ tại địa phương cho phù hợp với nhu cầu mua sắm và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất. Trên cơ sở này, có thể chuyển đổi công năng chợ hoạt động không hiệu quả và đề xuất xã hội hóa các chợ. Đây cũng là cơ sở tiền đề để các địa phương xem xét nhân rộng tại các chợ khác trong thời gian tới.